Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trong video thứ hai của ngày hôm nay, Thuyết xin chia sẻ cái câu chuyện 8 trang quyết tâm giữ một khoảng cách với sinh viên hùng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện này là một cái tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó đều có lý do. Lý do tại sao 8 Trang khỏi bệnh và tại sao mà khi khỏi bệnh rồi thì 8 Trang lại giữ một cái khoảng cách với sinh viên hùng. Tất cả đều có lý do hẳn hoi, chứ không phải là tự nhiên lúc đang bị bệnh thì họ như vậy và lúc khỏi bệnh thì họ lại thay đổi quan điểm như nọ như kia. Hoàn toàn không phải là như vậy. Và trước khi đi vào chia sẻ câu chuyện giữa 8 Trang và sinh viên hùng thì Thuyết xin chia sẻ một lá thư của một bạn Doãn Thị Phương đến từ Thanh Hóa. Vâng, thưa quý vị, cũng như từ đầu khi mà bắt đầu Thuyết thành lập kênh đến giờ thì ban đầu thì Thuyết cũng không dám chia sẻ câu chuyện tình riêng tư của Thuyết, bởi vì nó là xa xôi quá. Cái thứ hai, nó đi như là một cái vết thương lòng, khi mà mình động đến nó lại đau. Các bạn biết đó, ngay trước lúc chia sẻ câu chuyện thứ hai này thì Thuyết cũng vừa nhận một cuộc điện thoại xong của người vợ cũ của Thuyết. Nói thật với các bạn rằng nó như một cái vết thương lòng, xa nhau rồi, chia cách nhau rồi, nói những lời đau đớn với nhau rồi thì thôi nên rời xa hẳn nhau đi. Cứ suốt ngày điện thoại, suốt ngày nọ chuyện kia. Nói thật với các bạn, không gì vết thương bị sát muối trên là nó đau lòng lắm các bạn. Nếu một người đàn ông khác, Thuyết nghĩ rằng họ cũng bình thường thôi và họ có thể là dùng những cái từ ngữ mà để quyết định cắt đứt. Nhưng mà bản thân Thuyết thì khác. Bản thân Thuyết thì sống nặng nề về tình cảm và nhất là nghĩ rằng người ta đã đem lại cho mình hai đứa con và những đứa con là những sợi dây ràng buộc không thể cắt đứt. Cho nên là Thuyết vẫn bị tác động rất lớn. Mà khi có cái tâm trạng như này thì nói thật với các bạn là cảm thấy cuộc sống đôi khi nó bế tắc, không muốn sống nữa. Đây là tại sao mà chúng ta nghĩ rằng tại sao mà 8 Trang trước đây bao nhiêu lần muốn tự tử, nó phải có lý do của nó. Bản thân mình đến mức độ là cuộc đời đã mức độ về già rồi vẫn còn những suy nghĩ nó đến mức độ tiêu cực như vậy thì các bạn phải hiểu rằng là một người con gái mới lớn khi bị những cái sự sức ép quá lớn đến với mình thì họ bị mắc bệnh trầm cảm, họ hoặc là họ quyên sinh là cái chuyện rất bình thường. Cho nên là trong cuộc sống không ai có thể nói trước bất cứ một điều gì cả. Vâng, thứ nhất là cảm ơn bạn Doãn Thị Phương. Thuyết đang nói đến cái vấn đề mà từ ngày đầu khi mà chia sẻ cái kênh trên kênh Định cư Canada về câu chuyện tình đang diễn ra xứ sở La Phong, Thuyết cũng không dám đề cập đến chuyện riêng của mình. Tuy nhiên, hình như tất cả nó có một cái gọi người ta gọi là hai cái từ định mệnh. Cái định mệnh khi mà Thuyết làm cái kênh này thì câu chuyện tình cũ nó lại tái hiện và nó cứ dần dần theo ngày tháng, từng năm, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng năm, nó sẽ đến dần với các bạn và Thuyết không thể kiềm chế được và đã coi như là đưa câu chuyện của mình vào cái câu chuyện trong cuộc tình ở xứ sở La Phong. Và như các bạn biết đó, cái định mệnh đã xui khiến cho hai người gặp nhau rồi lại xa nhau. Thuyết và Võ Ái Khanh bây giờ đã xa nhau hơn 5.000 km. Các bạn biết rằng có nhiều đôi trai gái ở Việt Nam xa nhau, nhưng trong đất nước Việt Nam nó chỉ có 2.000 km thôi, từ Bắc vào Nam thôi, đúng không các bạn? Nhưng ở bên Canada này thì có những chỗ mà cuối miền và đầu miền đất nước có thể cách nhau cả mười mấy ngàn km các bạn, rất là xa xôi. Và ở đây 5.000 km không phải là xa, nhưng nói thật với các bạn rằng cái xa ở đây chính là cái xa về hình bóng và xa cả về tâm hồn nữa. Thuyết đã không muốn nhắc tới điều này rồi, nhưng đến hôm nay thì bạn Doãn Thị Phương bất ngờ đã gửi cho Thuyết một lá thư, trong đó có một bài thơ tương đối dài với cái tựa đề là Mối tình đầu, nhắc đến cái câu chuyện tình giữa Thuyết và Võ Ái Khanh. Thứ nhất, Thuyết xin thay mặt Võ Ái Khanh và tất cả mọi người là xin cảm ơn bạn Võ Doãn Thị Thanh Doãn Thị Phương rất rất nhiều. Và qua đây thì cũng xin chúc tất cả những quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Định cư Canada có một cái ngày mới tràn đầy bình yên hạnh phúc, có một cuộc tình đầy lãng mạn, đầy chất ý thơ. Và nhất là có một cái sự kết thúc quá hậu chứ không như những cuộc tình của Thuyết. Vâng, bây giờ Thuyết sẽ xin chia sẻ luôn lá thư của bạn Doãn Thị Phương và bài thơ tình rất dài. Em chào anh Thuyết. Chúc anh và tất cả mọi người trong câu chuyện tình cũng như toàn thể khán giả trên kênh Định cư Canada có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Thời gian gần đây em quá bận công việc, vì vậy em không theo dõi được hết các tập trong câu chuyện tình. Hôm nay em nghe anh nói đưa chị Võ Khanh ra sân bay đi xa cách chỗ anh hơn 5.000 km. Ký ức kỷ niệm cũ của em ùa về trong anh nên em đã làm bài thơ về chuyện tình của anh. Em thấy câu chuyện tình anh kể của Tám Trang, Hùng, Ngân hay bác sĩ Trần, dù ít hay nhiều đều liên quan đến tiền bạc. Đối với Ngân, em thấy đáng thương nhiều hơn đáng trách. Bởi vì ở tuổi này rồi mà Ngân vẫn quyết định lấy bác sĩ Trần, làm sao Ngân hạnh phúc, còn các nhân vật như Phạm Hoa, Ly Hương, vân vân và nhiều phụ nữ khác đều là những nạn nhân của bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần làm gì cũng có mục đích, chẳng giúp mà không ai một cái gì. Em thấy anh chị Niu Yến có tài lại có tâm giúp người vô điều kiện. Riêng câu chuyện tình của anh và chị Khanh rất tuyệt vời. Em tặng anh chị Thuyết Khanh một bài thơ em mới sáng tác với tựa đề Mối tình đầu. Tình đầu say đắm yêu nhau, để rồi ôm mãi mối sầu tơ vương. Yêu nhau từ thuở đến trường, học trò áo trắng chung đường cùng đi. Không dám công khai bởi vì mọi người đàm tiếu học gì đã yêu. Thời ấy khó khăn rất nhiều, có chiếc xe đạp là điều hiển vinh. Cả hai yêu nhau nhiệt tình, chân thành tình cảm chúng mình trao nhau. Đi học anh trước em sau, trên chiếc xe đạp cùng nhau đi về. Dù đường khấp khểnh gồ ghề, lối đi đã hẹp bên nề hố bom. Mình gặp xe ô tô con, anh vội né tránh sẹo còn chán đây. Ngã xe nghỉ học mấy ngày, kỷ niệm nhớ mãi sẹo lầy sao quên. Còn bao kỷ niệm những đêm triền đê hò hẹn trăng lên ta ngồi. Yêu em lòng dạ bồi hồi, gặp em anh nói những lời trăng hoa. Sao anh có câu hỏi là mai em có phải họp đoàn không ta? Anh là người thích thơ ca, khi yêu anh lại tỏ ra vụng về. Trăng thanh gió mát triền đê, sông cầu nước chảy vỗ về sóng xô. Xin với bà Nguyệt ông Tơ, xe duyên cái tóc ước mơ chúng mình. Thuyết Khanh một mái gia đình, suốt đời suốt kiếp chúng mình yêu nhau. Những chiều nắng đã nhạt màu, công viên ghế đá cùng nhau ta ngồi. Gốc cây nối cũ quen rồi, cùng nhau tâm sự tuyệt vời làm sao. Mùa xuân ấm áp nên nào, trai tài gái sắc đón chào hội niêm. Quê hương quan họ đi tìm câu hát hội niêm quê nhà. Yếm đào rực rỡ thướt tha, áo the khăn xếp thật là dáng duyên. Ba tầm vành nón trao nghiêng, liền anh liền chị lét riêng quê mình. Cây đa giếng nước sân đình, mùa xuân ngày hội chúng mình bên nhau. Vì đâu một buổi ban đêm, mấy nhà quyết định đi trên chiếc thuyền. Tất cả cùng nhau vượt biên, đi theo đường biển tới miền đất xa. Biển cả sóng vỗ bao la, thuyền bị chết máy biết là về đâu. Đồ ăn nước uống ban đầu lênh đênh mấy tháng còn đâu lỡ mà. Đường cùng bố mẹ xót xa, chặt tay nấy máu gọi là nước đây. Con ơi con bút máu lầy, cơ hội sống sót thêm ngày mai sau. Mong cơn bi cực qua mau, trời thương Phật độ phép màu cho Khanh. Mạng sống thật là mong manh, phải duyên tiền định trở thành chuyện hay. Vì đâu phải cơ sự lầy, lần lượt bỏ mạng sống ngày trên thuyền. Mê đi tính lại liên miên, vứt xác cha mẹ xuống miền biển sâu. Em út cha mẹ về đâu, để con ở lại mối sầu đơn côi. Chia tay người yêu đi rồi, anh Thuyết tiếp tục cuộc đời chiến binh. Trải bao trận đánh Bắc Kinh, chỉ còn chiếc nhẫn bên mình mang theo.
Lá thư khanh viết ướt nhèo vì anh vượt thác, vượt đèo, sông pha. Có một trận đánh giáp La Cà, anh gặp tên lính mà tha bởi vì trong anh có lòng từ bi, khi thấy người lính móc chi túi mình, ôm ấp hôn lên tấm hình người yêu đã tặng lúc mình đi xa. Chứng kiến cái cảnh giống ta, người yêu trông ngóng xót xa đợi chờ. Chiến tranh kết thúc bấy giờ, người yêu tìm kiếm bất ngờ gặp nhau. Hỏi thăm anh đánh trận đầu, tôi gặp đã nhận ân sâu của mình. Trời ơi, có phải vô tình hay trời sắp đặt cho mình, cho ta? Giữa trời đất rộng bao la, ở nơi xứ Bắc thật là có duyên. Tìm khanh mấy trại mấy phen, tình nghĩ gián điệp bắt lên ngồi tù. Bị đánh tối mắt sưng vù, anh lính bảo lãnh ra tù về quê. Tìm người vất vả ê chề, tiền ăn đã hết đường về rất xa. Còn chiếc đồng hồ tháo ra, đổi lấy bát phở ăn mà cầm hơi. Trải qua 46 năm rồi, bây giờ gặp lại ông trời ban cho. Đúng là quả đất tròn vo, gặp anh không biết buồn no hay cười. Bặt tin mấy chục năm trời, vô tình biết được ở nơi xứ người. Tâm trạng buồn vui rối bời, lặng lẽ theo dõi một thời gian sau. Cuối cùng mình gặp được nhau, trong một hoàn cảnh buồn đau muôn trùng. Kiếp này không được cùng chung, anh hẹn kiếp khác tương phùng được sao? Đời mình quá lắm bể dâu, xin đừng hẹn kiếp đến sau làm gì. Con tạo có xoay vần chi, tình yêu cao quý có gì sánh đâu. Các con hiểu mối tình đầu, ngày xưa của mẹ nhịp cầu dở dang. Khi nào chị mãn hạn tang, anh chị đoàn tụ tim vàng chung đôi. Hạnh phúc đoạn cuối cuộc đời, tình đầu tình cuối là nơi ta tìm. Cuối cùng em xin chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Chào thân ái, Doãn Thị Phương. Vâng, xin thay mặt Võ Khanh và tất cả mọi người ở trên kênh Định Cư Gara xin một lần nữa cảm ơn bạn Doãn Thị Phương rất nhiều. Vâng, khi bạn Doãn Thị Phương gửi tặng Thuyết và Võ Khanh một bài thơ, Thuyết đã ngay lập tức chuyển tiếp cho Võ Khanh bài thơ này rồi. Vâng, đây là bài thơ có thể nói rằng chính bạn Doãn Thị Phương đã lột tả lại, kể lại cái câu chuyện tình của Thuyết trong suốt 46 năm qua. Từ ngày chia tay người yêu vượt biển cho đến ngày mà cuộc chiến tranh giữa hai nhà nước xảy ra, rồi cuộc chiến trên biển giữa những người đi vượt biên với sóng bão, và cuộc chiến với giữa những người lính Trung Quốc với những người lính Việt Nam. Và để rồi trên cái con đường tha phương cầu thực thì Thuyết đã gặp lại Võ Ái Khanh, một câu chuyện tình lấy đi nước mắt của rất rất nhiều người. Thuyết đã cố gắng quên đi các bạn ạ, Thuyết đã cố gắng quên đi rất nhiều trong cái thời gian vừa qua, nhưng đâu đó câu chuyện này có lẽ nó sẽ gắn chặt với cuộc đời của Thuyết, và Thuyết có muốn quên cũng không quên được. Vâng, cũng xin thưa với quý khán thính giả rằng cái khu nghỉ dưỡng mà bây giờ Võ Ái Khanh cùng gia đình nhà mình đang lên trên đó để nghỉ dưỡng ở trên đó vào mùa hè, thì các bạn biết rằng là thực chất đây là khu nghỉ dưỡng mà thầy giáo Tân đã có ý ấp ủ từ lâu rồi, đã nói chuyện với cha nuôi của thầy giáo Tân và kinh doanh mua lại một cái khu nghỉ dưỡng ở trên một hòn đảo tên là Vancouver. Và trên cái khu nghỉ dưỡng này thì chính ý của thầy giáo Tân là muốn để đưa cha mẹ của mình lên đó nghỉ hè, nghỉ dưỡng trong những tháng năm tuổi già. Tuy nhiên vì một cái sự cố trong một cái, như chúng ta đã biết, trong một buổi đi du lịch thì cha của thầy giáo Tân đã không may qua đời. Và bây giờ Thuyết cũng không biết nói sao. Tức là trên cái khu nghỉ dưỡng này nó chỉ là dành riêng cho những người giàu thôi các bạn. Thuyết vẫn bị có một cái mặc cảm rất là lớn trong cuộc đời khi mà tiếp xúc với những người giàu các bạn ạ. Đây là một cái điều mà không thể là bao giờ xóa được khỏi trong cái con người của Thuyết.
một cái mặc cảm rất lớn đối với những người mà ví dụ như bây giờ mình ra ngoài kia và tiếp xúc và biết rằng là họ có quá nhiều tiền chẳng hạn, thì tự nhiên mình có cái tính rằng là tự nhiên mình không muốn tiếp xúc với người ta, mình tự nhiên lẩn xa cách người ta ra. Đấy. Đó là một cái có thể là một cái điểm điểm yếu, điểm khiếm khuyết của một trong con người của thuyết. Tuy nhiên thuyết cũng thấy có những cái nên làm như vậy, hay mà nói một cách khác là nên giữ một cái khoảng cách. Ở đây thì gia đình nhà Võ Ái Khanh không phải là gia đình giàu, cũng rất bình thường thôi, nhưng cái vấn đề là cái duyên của thầy giáo Tân với lại người cha nuôi của thầy giáo Tân có lẽ được gắn bó từ kiếp trước, đúng không ạ? Cho nên là tự nhiên thầy giáo Tân được hưởng những thứ mà trong cái đó thì có thể đây là cái phần phúc đức của gia đình nhà mình. Nếu bây giờ chẳng hạn như Võ Ái Khanh đến một nơi nào đó mà nó mang một tính hoang sơ hoang dã, thì có thể nó sẽ giúp Thuyết xóa đi nhiều cái mặc cảm hơn, tốt hơn. Tuy nhiên Thuyết cũng nói rồi, Thuyết còn rất nhiều những vấn đề cần phải giải quyết. Chẳng hạn như là trước lúc chia sẻ cái câu chuyện này thì Thuyết đã có một cuộc điện thoại, tức là người vợ cũ của Thuyết lại có một cuộc điện thoại cứ liên tục như vậy. Và ở đây Thuyết không muốn chia sẻ cái cuộc điện thoại đó nội dung mang cái tính chất gì nữa, bởi vì Thuyết bị coi như là không biết nói như thế nào nữa. Tức là trong ngày hôm nay hơi buồn. Điều cái việc đầu tiên là bức xúc trong câu chuyện của Tào Hoa. Tào Hoa đã nhanh chóng được trở về Trung Quốc. Đây là một cái vấn đề bức xúc trong gọi là xã hội. Bởi vì bất cứ xã hội nào cũng vậy, đất nước nào cũng vậy, họ đều có những cái vấn đề đó. Tiền có thể làm lu mờ tất cả, tiền có thể là mua được hết cả về luật pháp. Tào Hoa đáng ra phải bị tù cho tới ngày xử án thì mới có thể được về, nhưng bụp một phát được về luôn thì đó cũng là vấn đề bức xúc của Thuyết. Trong khi đó cái cuộc điện thoại của người mẹ của hai đứa bé cũng mang đến Thuyết rất là một cái ức chế mà Thuyết không biết làm thế nào. Kiểu như tính cách của Thuyết không thể dám làm cái điều gì mà nó như người ta gọi là nó quá đáng đi một chút. Nó không phải là táng tận lương tâm nhưng nó quá đáng. Chẳng hạn mình cắt đứt một cái, cắt đứt hẳn đi một cái là Thuyết không làm được chuyện đó. Ví dụ như bây giờ người mẹ của hai đứa bé, Thuyết muốn cắt một phát đứt luôn, không ai có thể trách được mình, nhưng mà mình không làm được điều đó. Chính vì cái đó mà mang đến cái sự khổ đau cho mình. Trong câu chuyện của Võ Ái Khanh cũng vậy, Thuyết vẫn đang lo lắng trong cái chuyện đã đưa ra một lời hứa thì phải thực hiện lời hứa đó. Bây giờ đã hứa với Võ Ái Khanh mà lại không làm được với Võ Ái Khanh thì không biết là sẽ như thế nào. Bởi vì nó vẫn còn những cái Thuyết không biết diễn tả như nào. Nhưng trong câu chuyện này thì Thuyết sẽ xin tạm dừng ở đây. Và một lần nữa xin cảm ơn bạn Doãn Thị Phương và cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Bây giờ Thuyết xin chia sẻ cái câu chuyện của Tám Trang. Vâng, Thuyết đang cố gắng sẽ giữ một cái khoảng cách cũng như là với Võ Ái Khanh, cũng như là có thể ở đây Thuyết nói rằng là cũng như câu chuyện của Tám Trang và Sinh Viên Hùng đang diễn ra. Các bạn biết không, theo như những cái thông tin mà Thuyết biết được, Tám Trang lớn lên từng ngày và lớn lên trở thành một cô gái nó hoàn toàn khác xưa. Các bạn biết rằng trước đây thì khi Tám Trang gặp Sinh Viên Hùng một cái thì lao vào cái cuộc yêu, tức là một cái Thuyết không biết diễn tả như thế nào, nhưng nói về một cái mối tình của họ như là một cái mối gọi là cuồng si, có nghĩa họ họ yêu điên cuồng, họ yêu đến sợ ngày mai không còn được yêu nữa. Chính vì vậy mà họ mới coi như là có những cái kỷ niệm về vấn đề những cái chuyện chăn gối thế nọ thế kia, và cái kết quả của tình yêu đó là có những cái đứa bé, đúng không ạ? Đó, nhưng đến khi bây giờ tỉnh lại thì Tám Trang như một người coi như khác xưa hoàn toàn. Thì ở đây theo Thuyết nghĩ rằng ảnh hưởng lớn đến từ cô gái tên là Nguyễn Hoa, chính là người bạn của Tám Trang. Theo Thuyết nghĩ rằng là đây là chính là sự ảnh hưởng lớn mà Tám Trang đã thay đổi con người của Tám Trang. Không biết là Tám Trang và Nguyễn Hoa có một cái sợi dây liên kết gì, nhưng từ khi họ họ kết bạn được với nhau thì lúc đó là coi như Tám Trang bị bệnh, thì đó không, không tức là khi đó là Nguyễn Hoa không có cơ hội để có thể là làm thay đổi được bạn mình. Và khi Tám Trang bắt đầu tỉnh tỉnh một chút thì mỗi một lần Nguyễn Hoa đến trở lại Toronto đều đem đến sự thay đổi tích cực cho Tám Trang. Có nghĩa là sao? Các bạn biết rằng là đợt trước khi mà Nguyễn Hoa đến gặp Tám Trang là dẫn Tám Trang đi một cái vài cơ sở làm đẹp thế nọ thế kia, thì Nguyễn Hoa đã khuyên Tám Trang là hãy giữ một khoảng cách với Sinh Viên Hùng và không nên có con, không nên có con vội, kể cả là yêu nhau thì cũng nên giữ một cái khoảng cách. Và độ khoảng 7-8 năm nữa khi mà có nghề nghiệp ổn định và kinh tế của hai người nó chắc chắn rồi, lúc đó hãy có con, có cái, lúc đó hãy làm đám cưới.
thì nó ok hơn, chứ đừng vội vã mà coi như là vội vã, ví dụ như là lao vào có con có cái cưới xin luôn chẳng hạn, thì như vậy tự nhiên cả hai người vất vả, và từ sự vất vả này có thể nó sẽ dẫn đến cái sự rạn nứt trong tình yêu. Bởi vì đôi khi tình yêu kể cả là đẹp đến đâu, trong trắng đến đâu, nhưng nó vẫn liên quan về vấn đề, có rất nhiều vấn đề trong gia đình, chẳng hạn như vấn đề về kinh tế. Chẳng hạn như vì là có con có cái mà một người không thể đi làm được và kinh tế thì gặp khó khăn đấy, sau đó ví dụ vợ chồng lại bị ốm đau nữa, nó sẽ liên quan tới tất cả những chuyện về kinh tế gia đình, đúng không ạ? Trong khi đó thì hai phía gia đình có thể lại gặp khó khăn nọ, gặp khó khăn kia, mà ở bên này lại phải giúp đỡ gia đình ở bên phía Việt Nam, nó nhiều vấn đề xảy ra lắm. Thì chính vì cái lẽ đó có thể là cuộc sống của hai người nó sẽ bị bấp bênh, và từ đó hạnh phúc của hai người có thể bị rạn nứt. Chính vì vậy mà Nguyễn Hoa đã khuyên bạn của mình, thì cái vào thời điểm lần trước mà khi Tám Trang tỉnh lại rồi thì Nguyễn Hoa đã đến, đã khuyên những lời khuyên đó. Và theo như Thuyết biết, trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua, khi mà Nguyễn Hoa trở lại thì cái Nguyễn Hoa lại tiếp tục động viên Tám Trang giữ một khoảng cách với sinh viên Hồng. Đây là điều cực kỳ quan trọng, mà nếu như người nào không hiểu thì nói rằng là Nguyễn Hoa có thể ghen tuông với Tám Trang, tại sao người yêu của người ta như vậy và đã sống với nhau như thế rồi bây giờ lại bảo giữ một cái khoảng cách này như thế nào. Nhưng khi mà nghe Tám Trang tâm sự thì Thuyết lại cảm thấy rằng là cô gái Nguyễn Hoa này quá bản lĩnh, và tất cả những lời khuyên của Nguyễn Hoa Thuyết cảm thấy nó là rất là ok. Ở đây thì các bạn biết không, vào tối hôm qua nữa tự nhiên Tám Trang coi như gọi điện cho Thuyết nói rằng là bác ơi, liệu rằng là bây giờ là anh Đoàn Dư mà đi sang bên Thái Lan thì anh Hùng có về ngay hay không, hay là anh ấy vẫn cứ ở lại với Ngân đấy. Thì Thuyết có hỏi lại Tám Trang, thế con mong muốn là Hùng về ngay hay ở lại, thì Tám Trang trả lời bảo con không biết, thì bảo là bây giờ con cứ nói thật lòng đi là con như thế nào thì bác khắc trả lời cho con. Thì Tám Trang lúc đó nói rằng là nói thật là con không nói thì bác cũng hiểu rồi, ai mà chả mong muốn người yêu mình trở về mà ở bên cạnh mình, còn thì con nói là không biết là đó là con nói dối lòng, còn lúc nào con muốn anh ấy trở về bên con rất nhớ anh ấy. Thì điều này Tám Trang quá hiểu Thuyết rồi, mà Thuyết cũng thương Tám Trang như là con gái của mình thôi, cho nên là Thuyết cũng nói thật là tất nhiên là có thể Hùng không về ngay tại chỗ mà sẽ ở lại 1 2 ngày gì đó, 1 vài ngày gì đó, mà ở đây thì coi như bác cũng khuyên cả cái anh Đoàn Dư là gặp sinh viên Hùng và gặp tất cả Ngân, tất cả mọi người ở đó để làm sao nói chuyện với nhau, để làm quen với nhau, và có thể là chụp ảnh các thứ với nhau, những chụp ảnh và nói chuyện ghi bằng ghi âm các thứ, những cuộc nói chuyện các thứ rất quan chuyện rất quan trọng là sau này. Đây là theo cách nghĩ của bác thôi, tức là Thuyết đã nói với Tám Trang như vậy. Không biết rằng là Thuyết có những suy nghĩ như vậy có đúng hay không, nhưng mà ý của Thuyết là Hùng cũng sẽ phải nói chuyện với anh Đoàn Dư, bởi vì chính Đoàn Dư là người đi sang tiếp cận gần với Cưng với Ngân để cho Hùng thay thế giúp sinh viên Hùng giúp đỡ để đưa Ngân trở về, thì Hùng có thể lúc đó trở về bên phía gia đình ở bên phía Canada, trở về với công việc và trở về nhất là trở về với Tám Trang. Thì ở đây thì khi mà nghe Thuyết nói vậy thì Tám Trang nói rằng vâng, con hiểu rồi. Thì Thuyết nói rằng thế như vậy Hùng ở lại mấy hôm hoặc là ở lại 1 2 tuần lễ thì con thấy sao? Bảo con nhớ anh ấy, nhưng mà con nhớ là cái chuyện nhớ thôi, nhưng mà con biết con phải làm gì, con sẽ động viên anh ấy là cứ ở lại đấy, lúc nào hoàn thành cái công việc chẳng hạn như là cô Ngân lúc đó đã nhìn nhận ra mọi vấn đề rồi thì lúc đấy anh trở về cũng được. Đây là nguyên văn lời nói của Tám Trang. Thì sau đó thì tại Thuyết mới nói chuyện với Tám Trang là tại sao con lại bây giờ con lại khác xưa thế. Ngày xưa thì khi khi Hùng mà đi đâu một cái thì con điên cuồng là đòi đi lên tận đó đi về, rồi thì làm lũng, rồi thì đánh ghen đủ các kiểu ra. Tại sao bây giờ con lại chín chắn như vậy? Bác cảm tưởng rằng sau cái đợt bệnh mà con trở lại với được khỏe mạnh bình thường thì bây giờ những lời nói của con như là một cô gái đã từng qua, đã từng lấy chồng, cảm tưởng như con là một cô gái ngoài 30 tuổi chứ không phải là 18, 19 tuổi nữa. Thì Tám Trang đã nói chuyện rằng là nói thật với bác rằng đây chính là cái vấn đề con đã cảm nhận được, và trong 2 đêm nói chuyện vừa qua với lại Nguyễn Hoa bạn của con, ở trước đây thì Nguyễn Hoa đã nói chuyện con đã hiểu ra rồi, nhưng đến 2 đêm vừa rồi và trong 2 ngày chúng con đi chơi, dẫn nhau đi chơi, đi mua sắm đủ các thứ, rồi sau 2 đêm vừa rồi nằm ngủ với nhau tâm sự với nhau thì con ngộ ra được nhiều điều. Chính Nguyễn Hoa đã khuyên bảo con là hãy giữ một khoảng cách với anh Hùng,
và không nên kết hôn hôn vội. Nếu yêu nhau thì cứ để cho thời gian nó thử thách nhau, có nghĩa cuộc sống này còn rất nhiều khó khăn và phải vượt qua những khó khăn đó. Và nếu hai người vì cái tình yêu thật sự thì sẽ coi như là cùng nhau cùng cái tình yêu đó vượt qua những khó khăn đó. Còn nếu yêu theo cái kiểu như ngộ nhận thì cứ tìm hiểu nhau trong vòng thêm 7-8 năm nữa đi, không vội gì. Thì lúc đó chẳng hạn như mà sống với nhau như là gần nhau và phát sinh ra những cái mà cuối cùng không thể chấp nhận ở với nhau được chẳng hạn thì vẫn chia tay nhau bình thường. Đấy. Có nghĩa là Tám Trang nói rằng là đó là cái cách nói của Nguyễn Hoa. Còn con nghĩ rằng là giữa tình mối tình của con và anh Hùng thì không bao giờ xa cách được. Nhưng mà Nguyễn Hoa đã khuyên con là giữ một khoảng cách với Hùng và làm sao đó để cái thời gian nó cái tuổi tác nó chứng chín chắn hơn. Cái thứ hai quan trọng nhất là bản thân con phải có nghề nghiệp, tự nuôi sống được bản thân và tự nuôi sống được con cái. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ mà kết hôn, ví dụ như là con cả Hùng lấy nhau thì lúc đó là đồng tiền đồng lương của con làm ra phải nuôi được cả con cái rồi, tự chủ được rồi. Ví dụ bây giờ đặt một cái giả thiết không hay là con cả anh Hùng chia tay nhau thì bản thân con lúc đấy là tự nuôi con được, không cần phải sự hỗ trợ của người chồng nữa. Đấy, tức là Nguyễn Hoa nói với con như vậy thì con cảm thấy nó rất đúng. Chứ còn thì bấp bênh như trước đây, coi như là xảy ra một cái chuyện cái lại phải đến bố mẹ khổ đến bao nhiêu người. Và cái chuyện nó liên quan về đến kinh tế thì người ta nói mình không ra một cái gì. Có rất nhiều người nói rằng ở đó lạm dụng cái tiền đó của Ngân thế loại thế kia rồi thì chỉ có biết ăn bám cha mẹ thôi, làm khổ gia đình, làm khổ lọ kia, rồi thì nhiều điều xấu xa khác người ta nói. Lúc này thì coi như mình muốn phản biện cũng không được nữa. Cho nên ở đây chính cái người ngoài cuộc là người ta sáng suốt nhất và chính Nguyễn Hoa là người sáng suốt nhất. Nguyễn Hoa đã từng nói với Tám Trang như thế này. Chính Nguyễn Hoa đặt bản thân mình vào người của Tám Trang và câu chuyện của Tám Trang và Nguyễn Hoa cảm thấy rất xấu hổ, rất là cay cú khi bị những người khác nói rằng là cái con này bị điên tình chỉ có vì vì trai thôi, thiếu trai nào nó không sống được, với lại coi như là ăn bám bố mẹ, theo giai, mang hết tiền bạc đi cho giai thế nọ thế kia, thì Nguyễn Hoa cảm thấy rất bức xúc và cảm thấy rằng cuộc đời mình không thể đi vào cái vết xe đổ của Tám Trang được, ấy mình phải vươn lên. Kể cả cha mẹ có tiền không cần thiết phải lấy cái số tiền đó để sử dụng mà bản thân mình phải tạo dựng cho mình một nghề nghiệp ổn định để trước khi đi lấy chồng bước vào chuyện chồng con sau đó mình có một cái số tiền nhất định và nếu có chuyện không hay xảy ra trong cuộc đời mình có thể đứng vững được. Biết thế nào được đàn ông ở hôm nay họ thế này, ngày mai họ có thể thay lòng đổi dạ, họ gặp một cô gái nào đó họ có thể chia tay với mình, họ đi với người khác. Lúc đó mình không bị sốc và mình có cái kinh tế vững vàng để đảm bảo cho cuộc sống của mẹ con của mình. Đây là cách nhìn của Nguyễn Hoa mà các bạn biết rằng là Nguyễn Hoa nhé, tiền còn không thiếu so với Ngân. Đấy, Nguyễn Hoa 19 tuổi nhưng mà tài sản của Nguyễn Hoa có khi còn nhiều hơn Ngân nhiều lần. Ở đây là cái chuyện đương nhiên đúng ạ, bởi vì tài sản của Ngân có là cái gì đâu, so với nhiều người thì là ok nhưng so với những ông trùm bất động sản nọ bất động sản kia thì của Ngân chả là cái đinh gì cả. Mà cô gái Nguyễn Hoa đã coi như có một cái cách nhìn đời như vậy rồi, các bạn thấy không? Rõ ràng rằng là tất nhiên là con gái của một ông trùm thì nó khác hẳn đúng không ạ? Đấy, trong cái dòng máu của người ta là nó có cái dòng máu đó rồi, sẵn cái đó là một. Cái thứ hai là người ta bên ngoài người ta sáng hơn, người ta nhìn cái câu chuyện này nó rất là sáng, người ta đặt mình vào cái hoàn cảnh đó. Cho nên là có nhiều bạn bảo là ô xem cái chuyện này chuyện vớ vẩn mang lại cái lợi ích gì đâu. Đó nó mang lợi rất nhiều lợi ích. Có rất nhiều người lấy cái câu chuyện này, chẳng hạn như cô gái Nguyễn Hoa lấy câu chuyện tình của Tám Trang ra để làm bài học cho cuộc đời của mình. Và các bạn, những con cái đang nằm trong cái hoàn cảnh đó, chẳng hạn như bạn Lê Dầu chẳng hạn, con cái cũng đang bị trầm cảm, cũng đang tại Canada xin việc rất khó khăn. Đó. Thế nhưng nếu mà bạn ấy vượt qua được cái vấn đề đó đúng không ạ? Bởi vì chính con cái của bạn Lê Dầu cũng coi như vướng vào chuyện chuyện yêu đương và cô bị bạn trai bỏ rơi và bị bệnh chết, coi là bị trầm cảm. Cho nên là bây giờ đi xin việc làm, coi như là nói thật với các bạn, khi đã bị bệnh trầm cảm rồi, bị chết rồi, đi làm cũng bữa được bữa cái thôi, không tập trung vào việc làm thì không tập trung việc làm thì chủ người ta làm sao ưa được đúng không ạ? Cho nên ở đây là các bạn bước vào chuyện yêu đương nó là sớm quá, cho nên mới dẫn đến cái chuyện đó khi năm chưa làm chủ được bản thân đấy, mức độ đến người mấy chục tuổi rồi như Ngân kia còn bị sốc kia, bị sốc, bị cay cú, bị coi như là nói thật bản thân Thuyết cũng bị chứ đừng nói là bảo bị Ngân nữa. Cho nên là ở đây là không ai trách ai được. Cho nên là bản thân chúng ta phải tự rút ra được kinh nghiệm và chính những các bạn có con cái bị bệnh thì mới thấu hiểu được cái nỗi đau của những người người cha người mẹ.
Chính bạn Nê Dầu, nó đang có con cũng ở tại Canada và hôm nay viết lá thư trong video đầu tiên Thuyết chia sẻ đó. Cũng là con gái, cũng bị người yêu phụ bạc và con gái của bạn ấy cũng đang bị bệnh chết như vậy. Nhưng rất đáng tiếc rằng là con gái của bạn thì lại không có những cái người quen thân như đang làm trong câu chuyện này. Thuyết không thể giới thiệu tự nhiên một người... Thuyết không biết nói những cái từ ngữ như nào với bạn Nê Dầu nữa, mặc dù rất là thông cảm. Ở đây thì 8 trang, thứ nhất là có tự nhiên có một cái bạn tức là Nguyễn Hoa này. Cái thứ hai là sinh viên Hùng thì liên kết với Ngân. Trên là sau từ Ngân lại cuối cùng đến bác sĩ Trần đúng không ạ? Trên là 8 trang nó có những cái lợi thế đó. Còn thì con gái của bạn Nê Dầu thì lại không có những cái lợi thế đó. Đây là những cái phần mà nói thật với các bạn là Thuyết nó nằm ngoài khả năng, không thể giúp được ai cả. Đấy, chỉ tự coi như là các bạn có thể khắc phục thôi và vươn lên thôi. Thì Thuyết muốn chia sẻ câu chuyện này muốn nói rằng tại sao tất cả mọi chuyện trên đời này nó không phải là ngẫu nhiên. Ví dụ như 8 trang tự nhiên thay đổi đột ngột cái tính cách của mình là do Nguyễn Hoa. Đó, tất nhiên là do cái kinh nghiệm bài học vừa qua, khi mà Nguyễn Hoa nói ra thì 8 trang thấy đúng quá đúng không ạ? Phân tích thấy đúng quá. Thành ra cuối cùng 8 trang bây giờ tự nhiên trở thành một cô gái rất là chững chạc. Chững chạc rất lớn lên rất nhiều so với cái tuổi tác của mình. Mỗi lần vấp ngã thì là mỗi lần bớt dại đúng không ạ? Trên ở đây như mọi lần các bạn biết đó, nếu mà coi như 8 trang biết sinh viên Hùng đang đi với một Ngân ở một phương trời xa lạ thế thì điên điên khùng khùng ấy, nhưng đến bây giờ thì 8 trang đã coi như trở thành người lớn rồi. 8 trang đã trở thành một người coi như là nó không còn non trẻ như xưa, rất là chững chạc. Và Thuyết hy vọng và tin tưởng rằng là nếu 8 trang đã có được những cái tư tưởng đấy thì sẽ là chính đó, những cái tư tưởng đó chính là hành trang để 8 trang bước vào đời được vững chắc và sẽ coi như là vững vàng trong tình yêu của mình, không bị thất tình, không bị coi như là phụ thuộc ai về cái vấn đề về kinh tế đồng tiền. Trong cái phần trước mắt có thể là chưa đã kiếm được ra tiền thì có thể Nguyễn Hoa sẽ phụ trợ trong vấn đề tìm công ăn việc làm đúng không ạ? Có thể giúp đỡ 8 trang trong phần thời gian đầu thôi. Ở trong cái vấn đề 8 trang bỏ học á, Thuyết cũng cảm thấy nó có cái đúng đấy các bạn. Đó, con gái của bạn gì nhỉ mà Thuyết đọc trong cái video trước, đi xin việc làm mặc dù học xong đại học, chính bạn Nê Dầu này. Con gái của bạn Nê Dầu đi học xong đại học xong xin việc ở quán làm bánh pizza, coi như còn có khi còn gọi là không không đủ việc làm đúng không ạ? Đấy là cũng học xong đúng không ạ? Trên là ở đây là 8 trang quyết định bỏ học mà để đi theo con đường làm đẹp đấy, gọi là con đường kinh doanh cũng là ok. Cái quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, cái nghề nghiệp đó là phải là yêu nghề đấy. Không khác gì trong khi Thuyết làm YouTube này là thật sự với các bạn là Thuyết yêu nghề. Nếu không yêu nghề thì Thuyết bỏ lâu rồi đấy. Trên là mở mắt ra người nọ mắng người kia chê đủ các kiểu, chán lắm chứ, đôi khi chán lắm chứ, nhưng mình vẫn nghĩ rằng là kệ đi, mỗi người mỗi quan điểm. Có rất nhiều người sẽ cần sự giúp đỡ của mình. Giúp đỡ ở đây là cái gì? Kể những câu chuyện này, và trong câu chuyện này sẽ giúp được nhiều người lấy ra những bài học kinh nghiệm. Đó, chẳng hạn như là 8 trang nhìn thấy câu chuyện này này, chính Nguyễn Hoa là người nhìn ra được câu chuyện về 8 trang Hồng và đã lớn lên trong cái tầm suy nghĩ này. Hoặc con gái của bạn Nê Dầu khi nhìn thấy cái việc này thì vươn lên bằng cái nghị lực của chính bản thân mình. Thôi thì chàng trai này người ta coi như bỏ mình thì mình lấy làm kinh nghiệm và phải cẩn thận với những mối tình đằng sau. Đừng nói gì con gái bạn mới lớn. Thuyết có một đứa cháu năm nay gần 50 tuổi rồi kia kìa, có 4 đứa con, có con cái vào đại học kia rồi, vẫn còn đang phải coi như chập chững bước vào yêu kia kìa. Tức là vẫn còn đang lo sợ trong cái đường đời của mình, không biết rằng là có được vẹn toàn hay không, hay lại gặp những cái chuyện nó không hay xảy ra. Đó, tức là đến mức độ như vậy, chứ đừng nói một cô gái mới bước vào đời đâu các bạn. Chứ là ở đời nhiều chuyện khó nói lắm. Và mỗi một câu chuyện tình của chúng ta đang theo dõi, nó đều có thể đem đến cho quý khán thính giả rất rất nhiều những bài học khác nhau. Và đây cũng chính là lý do Thuyết vẫn không bỏ được cái nghề YouTube. Có nghĩa là sao? Có thể những câu chuyện của mình thôi, có thể thôi, sẽ giúp ích được cho một vài người nào đó đang trong cũng gặp những khó khăn như là câu chuyện chúng ta đang theo dõi. Hoặc là người ta có thể so sánh cuộc đời của người ta với những câu chuyện mà họ đang theo dõi, thì sẽ rút ra được cái cách sống và vươn lên trong cuộc sống, không bị gục ngã trước cái sai lầm của mình đã trải qua đúng không ạ? Chẳng hạn như sai lầm về tình yêu như vậy và bạn gục ngã, bạn trở thành bị bệnh chết, bệnh trầm cảm, hoặc là bạn chán đời, bạn đi tự tử chẳng hạn. Đó là những cái họ gục ngã không chịu đựng được. Nói thật với các bạn, đúng thật, người ta rất dễ tự tử. Nhiều người thì bảo là khó, nhưng mà có những người có cái máu đó trong người, người ta rất dễ tự tử các bạn.
cũng vào ngày hôm nay thôi, Thuyết vừa nhìn thấy một người đàn ông, một thanh niên các bạn ạ, không biết ở cái cầu gì, Thuyết quên tên rồi, ở trong miền Nam, gọi là cầu xóa nợ đấy, người ta gọi là cầu xóa nợ, còn thì cái tên cầu này là gì Thuyết đã quên rồi. Một thanh niên rất to cao đẹp trai nên là đứng ra nhảy xuống cái cầu từ trên cao xuống, nhưng mà trước khi nhảy á, anh ta cố tình anh ta đập một phát cái đầu anh ta vào cái cầu, xong đó anh ta mới lao người xuống dưới dưới cầu, tức là để kết thúc cuộc đời, gọi là cái cầu đó gọi là cầu xóa nợ. Thanh niên rất to cao đẹp trai, người ta không chịu nổi áp lực của cuộc đời. Cho nên là ở đây là những cô gái mà bị coi như là lừa dối trong tình yêu thì người ta rất dễ. Cho nên là chúng ta cũng phải thật sự thông cảm và lên động viên những cô gái đó. Có được gì đâu và cũng có mất gì đâu, đúng không ạ? Chẳng hạn như cô gái Tào Hoa, nếu các bạn nói tốt cho cô gái ấy, mặc dù là vợ của bác sĩ Trần hoặc có làm những chuyện gì xấu xa chắc nữa, thì chúng ta cũng không nên coi như là nói quá đáng. Bởi vì khi mà người ta bị tất cả cộng đồng mạng coi như lao vào coi như là ném đá họ, thì có thể họ sẽ vì cái chuyện đó họ chán cuộc đời và họ sẽ kết thúc cuộc đời. Thay vì đó thì mình có thể dùng một vài lời gì đó khích tướng, chẳng hạn bạn không là êm đẹp lắm thì bạn khích tướng, bạn khích mà rồi sao lại xấu thế mà lại đi lấy ông già thế, đi lấy thanh niên trẻ đẹp đi. Đấy, nếu có tài lấy thanh niên trẻ đẹp đi, lúc đó người ta sẽ nghĩ lại và người ta nói có thể là không lấy bác sĩ Trần nữa, người ta quên đi và người ta sẽ lấy một chàng trai trẻ đẹp khác. Đó là cái cách để cho chẳng hạn như người ta tìm lại được chính bản thân người ta và không dẫn đến những cái tình trạng như là tự tử như Tám Trang hoặc là một cái anh vừa mới nhảy cầu xong ở cái cầu xóa nợ gì đó nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video thứ hai trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những video sau.